Bấm chắc tôi nha. Trời ơi. Đi cả xe này sao kéo nổi. Biết không? Em ơi, mình đã vượt qua tầng thứ 3 rồi anh em. Đoạn đường càng ngày càng rộng ra rồi anh em. Nguy hiểm quá anh em. Trời ơi. Tôi là một người làm đem tàu. Cứ ngày qua ngày, tán mở mắt ra là đi lên công sở. Chiều tối tôi lại đi về. Ngày qua ngày tôi cứ lặp lại như vậy. Mấy khách hàng yêu cầu làm gấp, tăng ca 1 tiếng làm xong mới về. Alo. Em tăng ca 2 tiếng rồi sếp. Dạ, dạ, em chức năng mà. Được chứ sếp. Còn tao nữa, 3 tiếng. Ê, phòng làm tao với mày làm văn phòng mấy năm trời á, mày có chán không? Không, tao nói gương ông Tư hàng xóm. Ông làm 3 năm, ông được cái gì, được cái gì. Trưởng phòng, ông làm 10 năm, ông được cái gì, được cái gì. Phó giám đốc, giờ mày thấy ông được cái gì, được cái gì. Ê, đám ai nhà ai nhỏ? Dạ, chú Tư hay sớm. Mày thấy chưa, không được cái gì, được cái gì. Tao mày lớn đâu, biết hết, mày hưởng thụ cuộc sống. Chứ không là quá muộn á. Cuộc đời này vô thường lắm, ống này chết mày. Tao hãy hưởng thụ sớm nhất có thể. Alo. Sếp à? Tụi em tăng ca gửi cho sếp rồi đó. Không được nữa sếp, tăng ca lần nữa hả? Tụi bay nữa, tụi bay làm cái gì, làm cái gì. Ai bạn, em không nói sếp. Em nói mấy người kể. À, xin lỗi sếp, xíu gọi lại. Đó, chuyện của ông tăng ca. Mà ông được cái gì, được cái gì. Alo. Mày làm sếp tao hồi lâu rồi đó. Tao đi hưởng thụ cuộc sống. Đó, anh em thấy chưa? Đó là một chủ đề mình bắt vô clip này. Hôm nay mình mới thấy cuộc sống này. Mình cần phải hưởng thụ cuộc sống. Mỗi người chỉ sống một lần rồi anh em. Nói tụi mình phải sống hết mình. Làm như cái gì á, tụi mình cảm thấy hạnh phúc. Tháng này vô cùng lắm anh em. Đúng rồi anh em. Tụi mình phải sắp cao đô lên. Đi. Mày giờ đi đâu mày? Mày đã chuẩn bị hết đồ rồi anh em. Bây giờ tụi mình bắt đầu đi thôi. Mong là cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ. Mình đi ngay mua giày chống nước anh em, để mình đi thác đồ không có trơn. Còn anh sẽ thử giày có vừa không? Run. Chị tốt không? Ngon. Anh em ơi, tụi mình đã chuẩn bị hết đồ để đi rồi anh em. Thiếu tao không quẹt? Quẹt hả? Tao có nè. Ừ. Sẵn sàng lên đường chưa Ngọc Anh? Tao bên đây nè. Anh em ơi, giờ tụi mình sẽ vô quán phở nha anh em. Lấy con một tô phở tái. Lấy con một tô phở tái. Cho con dĩa cơm gà. Giờ mình mình sẽ lên Google Maps coi lịch trình đi như thế nào nha anh em. Bây giờ tụi mình sẽ đi thật xa thành phố, khoảng 200 km nha anh em. Google Maps nó nói là khoảng 2 ngày là tới nha anh em. Anh em ơi, tụi mình dừng lại, đổ xăng cái nha anh em. Nãy trời mưa quá. Uống nước gạo không? Hờ, khát quá. Bây giờ thì thẳng là tới Sóc Luôn nha anh em. Lại tiếp tục phải bận amo cho rồi anh em. Phần đầu tiên mở amo mà ướt hết luôn anh em. Đáng có bao nhiêu độ C hả anh? Nhiệt độ giờ là 2 cm. Không biết chạy sợ mà bỏ đi đâu đến dưới đây luôn anh em. Kéo mạnh lên đây TV. Kéo yếu quá. Rồi mình thắp vô cái bánh xèo anh. Trời ơi, mua phùn phùn cứ lạnh nha anh em. Yeah. Mình tính tiền nha anh em. Tính vàng cho tao. Tính 5 tròn. Đèn này rất là quanh co. Tụi mình dừng lại nghỉ ngơi xíu. Mình mới đi tiếp anh em. Ủa xe gặp anh ở đây. Mày ở đâu rồi anh em? Anh em ơi, như trên máp nó hiện. Tụi mình đã đi tổng cộng 123 km rồi anh em. Đi là gần 7 tiếng rồi. Còn 9 phút nữa là 7 tiếng rồi. Mấy cái đường đèo nguy hiểm quá anh em. Nãy anh tôi mới em sợ tôi lên thiên đường rồi. Mày im được không lại TV, sao mày nói hoài hả? Tại giờ tao có nói gì đâu. Ok anh em, tụi mình qua đoạn đường tốt hơn rồi. Đường này nó đỡ luôn rồi hơn đường nãy. Đỡ quá anh em. Đây là đặc sản. Ê, ông cười ghét, ghét bị trượt bánh ông cười. Quay lại em làm luôn. What?
Quá không anh? Hắn người quá. Anh em ơi, cuối cùng gặp anh đã đẩy xe anh tôi ra khỏi vùng lầm lầy rồi anh em. Còn một xe nữa cần mày kéo. Đâu xe nào? Tao làm được hết. Đâu? Đi. Để tao chỉ tao. Mày điên hả? Xe này sao kéo nổi? Ok. Nước đây rất là trong nha anh em. Không có ô nhiễm gì hết á. Không có giờ gì hết. Không có miếng rác luôn anh em. Bây giờ mình sẽ lén đạp không? Sao mày không rửa chân lại tao đi? Tao sạch sẽ, có dầu dơ cửa. Mày dở cặp mày lên đây. Cái lấy đạp mình có bị cứ để xe ở đây đi. Rồi ai cầm? Mình thấy ở đây có căn nhà hoang, nên tụi mình sẽ gửi xe đại đây luôn nha anh em. Sao mày biết nhà hoang? Sao biết nhà chồng có người? Tao nghe tiếng rơi rồi chồng á. Đây là một cái vườn chè nè anh em. Thằng nào bị bộ chích đây đưa sức cho. Rồi. Nước làm lố anh em. Anh em ơi, bây giờ tụi mình sẽ tới cái thác tuốt cái đằng kia kìa anh em. Anh em thấy trắng trắng không? Nước thác chảy anh em. Tụi mình sẽ vô cái thác đó, lên tới đỉnh tháp. Xe này như xe tăng đó ha. Ngày mới leo được đồi nữa. Ông bồ. Đây là ống bồ công thức 1. Tao hỏi xe này, rồi bình xăng ở đâu mày? Đây, bình xăng đây. Thấy ống xăng xuống không? Ok anh em, bắt đầu. Sao đường thẳng tụi bay không đi? Tụi bay đi đường cong kia vậy? Đi thôi anh em, mong là cuộc hành trình diễn ra. Nếu mà tụi mình đứng lại là mấy con vắt nó sẽ bu lại chân mình, nó hút máu nha anh em. Nên phải đi liên tục. Anh vừa gần ghê quá anh em. Như chuyên nghiệp vậy. Như chuyên nghiệp vậy. Tôi chuẩn bị tụi mình đi đến cái thác đó nha anh em. Mình đi đường gần cho nhanh hơn nha anh em. Đi gặp anh. Mày rảnh quá. Đi vỡ mưa được rồi. Sợ con trồng trắng anh em. Có gì đâu mà sợ. Cái mưa nó dính rồi. Đi đường này ghê quá. Ây da. Ghê quá. Ủa sư đâu rồi? Người đâu? Theo tao. Phải không? Đi. Biết không? Đừng đi xíu. Ủa sư đâu rồi? Phải không? Tụi con nhớ đường hả? Nhớ đường hả? Chưa đi thằng nào á. Kệ mày đi lại luôn anh em. Khủ cho cổ thì xíu cọp xuất hiện thiệt không mày. Đường khá dốc. Con cứ ốc thế nào không cho rụt ra. Rút ra đúng chiều rồi. Rồi chơi đi. Con. Tao mày. Từ ngồi yên. Đi, cái là đi tay con. Rồi. Mình tới khu này an toàn chưa Lay TV? Ở đây thác chạy mạnh lắm, mày xích qua đây xíu đi. Đây hả? Đây nguy hiểm lắm, cái trơn á. Tao không thấy an toàn á. An toàn chưa? Các cũng ok đó. Rất là an toàn đó, con người bạn của sư là đi tự nhiên bị trái sầu riêng ở trên máy bay rơi xuống đầu đó. Tôi chọc anh, tôi vui quá anh em. Thế mà mình đã vượt qua tầng thứ 3 rồi anh em. 6 tầng nữa anh em, 6 tầng giống vậy nữa. Đi bốn chân luôn anh em. Nãy xe quay lại lấy sư đập cái răng xuống. Trơn lắm. Trời ơi. Lần chơi khác nhớ rồi. Trơn đó gặp anh. Trơn đó mà. Trơn rồi anh bắt cây này đứng đó. Em gặp anh dùng kỹ năng. Cái cậy cống á, xuống đỉnh nó có cái cọc để làm đỉnh trụ á. Nên leo rất là dễ nha anh em. Leo mà bị mẻ cái răng luôn anh em. Rất là nguy hiểm luôn, rất là trơn luôn. Thôi leo tiếp thôi. Ủa cái cây tao đâu? Cây cống hả? Ờ. Anh em ơi, tụi mình mới leo lên ở giữa rồi đó anh em. Bây giờ tụi mình ngồi để nghỉ ngơi ăn xíu, mình tiếp tục vượt lên cái tầng cao nhất nha anh em. Hồi nãy ở tầng thứ 3 á, sư để lại cái mẻ răng rồi anh em. Đau bụng quá, mày có gì cho tao ăn không Lay TV? Mày ăn mì gói không? Ăn. Mày có đem hả? Mình đem tô mì vậy, ăn cho tiện anh em. Nói chứ tụi mình đem ít đồ ăn lắm anh em, tàn uống nước không à. Trơn quá anh em ơi.
đoạn đường cây ngày càng rộng ra gọi anh em. Nước đây là gọi là nước suối nha anh em. Rất là ngon luôn. Khoan, thấy anh. Khoan Ngọc Anh. Mày có uống. Sao vậy? Mày có thấy mặn mặn coi. Có, mà nước suối nó vậy à. Cái này mình leo tầng là hai chân hai tay luôn em. Tụi mình leo lên tới tầng thứ 7 rồi sao, đây còn hai tầng nữa nha anh em. Các bạn leo ghê quá nè em. Xoay lại các bạn. Chết mẹ cái quần. Đó, bị đất đó, đừng có trượt. Sao ngã hả? Đây TV đâu rồi? Tao bị cỏ kéo chân nè. Trời ơi đó. Bây giờ trước đó là thác anh em được qua luôn anh, là tụi mình ở đây. Chơi được rồi. Chơi luôn. Đã đi là đi đến cùng. Đến cùng. Đã đi là không sợ chết. Sợ chết. Ai động. Sợ hút căng thẳng quá. Bỏ cặp rồi mới gặp anh. Tao làm gì có cặp. Bây giờ để tao cầm thôi. Nhóm anh giữ cho cái điện thoại nha. Ôi trời mất. Họ cầm trôi đi á. Nước mạnh lắm. Thôi tôi quần cái tao tay lại. Rỡ nó trôi cái quần tao luôn thì sao. Nguy hiểm quá anh em ơi. Gắn nó quay lên đầu đi. Ôi quay qua đây lỡ nó cuốn đi sao. Đi sao chị em ơi. Rất là nguy hiểm luôn. Trời ơi con gì đó một tuyết đó rồi anh kìa. Nguy hiểm quá anh em. Trời ơi mạnh quá. Sau một hồi, lấy hai chân hai tay để tôi mình đã tới đứt rồi anh em. Hai đứa đẹp quá anh em ơi. Ôi. Cảm ơn. Cảm gì nước. Giờ đây là hậu quả. Chạy chân luôn em. Mắm mắt luôn nè. Mẻ răng luôn. Là chơi khác nhớ đời. Cuối cùng chỉ những người đồng đội tốt. Tụi mình đã vượt qua thử thách rồi anh em. Cảm ơn. Không sợ cái đồng bạn. Chỉ sợ đồng đội ngu.